Chào các bạn, tại hội nghị công nghệ WWDC 2016 Apple vừa tổ chức ngày hôm qua thì hãng đã mang đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ từ sự ra mắt của watchOS 3 đổi tên nền tảng macOS X thành macOS và sự xuất hiện của iOS 10 dành cho sản phẩm iPhone, iPad thì nó có rất là nhiều những thay đổi cải tiến đáng kể. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái video đánh giá nhanh về những cái trải nghiệm của mình sau khi đã cài cập nhật chiếc iPhone OS lên iOS 10 với nhiều tính năng thay đổi, và mình sẽ chủ yếu tập trung vào những cái thay đổi trong giao diện chính của nền tảng mới này. Vâng, và cái thay đổi đầu tiên mà các bạn có thể dễ nhận thấy nhất đó chính là giao diện màn hình khóa. Thì bình thường với từ nền tảng iOS 9 trở xuống thì ở cái màn hình khóa này chúng ta sẽ có một cái thanh slide to unlock, tức là chúng ta sẽ trượt để mở khóa màn hình. Còn tại thì cái thanh này nó sẽ thay đổi thành ấn phím home để mở khóa màn hình. Hiện ở đây thì mình đặt vân tay và các bạn có thể ấn vân tay và chúng ta mở khóa màn hình. Ngoài ra thì các bạn chúng ta lướt sang bên trái này thì sẽ truy cập trực tiếp vào camera thay vì chúng ta lướt từ dưới lên như những nền tảng cũ. Và ngoài ra thì ở cũng ở này thì màn hình khóa này thì khi chúng ta lướt sang trái thì nó sẽ truy cập vào những cái widget. Và những cái widget trên iOS 10 nó được sắp xếp nhóm lại nhìn trông rất là trực quan và các bạn thấy là nhìn khá là đẹp mắt. Ở đây các bạn có thể thấy widget chúng ta có thời tiết này, Siri, bản đồ, ghi nhớ rất là nhiều thứ nữa. Và quan trọng nhất là cái giao diện chính này thì những cái pop-up hiển thị tin nhắn các thứ nó sẽ thông báo đến, và Apple đã thiết kế lại. Chúng ta thấy sẽ có một cái thanh màu trắng ở bên trên, nó sẽ hiện tên ứng dụng và ở dưới sẽ là nội dung. Và với những chiếc máy như là iPhone 6s hay là 6s Plus hỗ trợ 3D Touch thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ cảm ứng lực để chúng ta trực tiếp trả lời những tin nhắn này. Với chiếc máy 5s trên tay mình thì hiện tại không hỗ trợ, vì vậy các bạn chúng ta sẽ phải truy cập vào trong. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào những thay đổi bên trong. Ở màn hình chính này chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện thêm một ứng dụng nữa, đó là ứng dụng Home. Thì với ứng dụng Home này thì nó sẽ giúp iPhone hoặc là iPad điều khiển những cái thiết bị HomeKit, Apple HomeKit trong gia đình. Tuy nhiên nó cần phải có sự hỗ trợ của những cái thiết bị thông minh. Ở đây thì mình không có. Tiếp theo thì mình sẽ đi đến những cái thay đổi khác. Cái thay đổi lớn nhất đó chính là trung tâm điều khiển, cái giao diện thay đổi rất là đáng kể. Khi các bạn lướt từ dưới lên thì chúng ta sẽ thấy là cái pop-up nó sẽ hiện lên theo cái kiểu dạng màu trắng mà nó sẽ không trong suốt như những thế hệ trước nữa. Và ở đây chúng ta vẫn có những cái điều khiển quen thuộc như là chế độ máy bay này, tắt bật Bluetooth, Wi-Fi, tránh làm phiền, khóa xoay vân vân. Và chúng ta còn thấy xuất hiện thêm một cái tính năng shortcut cài đặt nhanh đến cái tính năng đó là Night Shift. Thì tính năng Night Shift nó sẽ giúp các bạn điều khiển màn hình vào những cái thời gian mà các bạn đặt trước, thì giúp màu màn hình nó sẽ biến nó ngả sang màu vàng để giúp các bạn đọc báo cũng như là xem video ở thời điểm ban đêm, nó sẽ đỡ hai mắt hơn. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có những cài đặt quen thuộc như là đèn flash này, chúng ta có thể bật máy tính, máy ảnh vân vân. Ngoài ra thì cũng trong cái thanh điều khiển trung tâm này, khi chúng ta lướt sang thì nó sẽ có thêm một cái nữa, đó là nghe nhạc, truy cập trực tiếp vào ứng dụng Music để chúng ta có thể nghe nhạc tiện lợi hơn. Một cái thay đổi thứ ba trong giao diện đó chính là với những cái nền tảng từ iOS 9 trở xuống thì Apple mặc định cho chúng ta không thể xóa những ứng dụng hệ thống khi được cài đặt lên. Còn với iOS 10 thì Apple đã hoàn toàn mở cái điều này. Hãng cho phép chúng ta có thể xóa, gỡ những ứng dụng mặc định mà cài trên máy. Ở đây thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta giữ một lúc thì các bạn hoàn toàn có thể gỡ được những ứng dụng như là Apple Watch này, những ứng dụng các bạn không dùng tới nhiều như là Postcard này, máy tính, hoặc là gỡ cả được FaceTime luôn. Ngoài ra rất nhiều ứng dụng khác như là lịch này, thời tiết, video, các bạn có thể gỡ được tất cả những ứng dụng này. Những ứng dụng nào cho phép thì nó sẽ hiện dữ ích ở đây. Thì các bạn nếu chúng ta không muốn dùng thì chúng ta có thể dùng một ứng dụng của bên thứ ba. Và giống như trên Android thì Apple đã mở cho người dùng có thể tùy biến khả năng này. Vừa rồi là những cái thay đổi về giao diện dễ nhận thấy nhất. Thì bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào những cái thay đổi trong từng ứng dụng. Thì ứng dụng đầu tiên mình thấy thay đổi đó là ứng dụng gọi điện, ứng dụng phone. Thì ở đây khi các bạn chúng ta gọi cho một số nào đấy thì nó sẽ có thêm những cái tùy chọn. Và tùy chọn này thì được làm theo cái dạng nhãn, nhìn rất là trực quan. Ở đây chúng ta có thể nhắn tin, gọi điện, thực hiện video call hoặc là gửi mail. Ngoài ra thì với thị trường Trung Quốc thì nó có thể xuất hiện thêm, có thể tích hợp thêm những cái ứng dụng nhắn tin hạng thứ ba vào như là WhatsApp hoặc là một số ứng dụng ở đây. Một cái ứng dụng nữa mà thay đổi cũng rất là lớn đó là ứng dụng nhắn tin. Đặc biệt là cái ứng dụng iMessage tích hợp sẵn trong cái trình nhắn tin này. Khi một người khác gửi cho chúng ta, giả sử ở đây đó là link YouTube chẳng hạn, thì với ứng dụng iMessage này thì các bạn có thể xem trực tiếp cái video mà họ gắn link kèm trực tiếp, và các bạn có thể xem luôn mà chúng ta không cần phải bật sang một cái link hoặc là chúng ta sử dụng cái ứng dụng YouTube mà phải cài thêm trên máy. Và các bạn thấy thì chúng ta có thể xem ngay cái YouTube người ta, bạn bè chúng ta gửi cho mình. Ngoài ra thì cũng từ trình nhắn tin iMessage này thì các bạn thấy là Apple cũng hỗ trợ chúng ta những cái biểu tượng icon đây được làm to hơn rất là nhiều, và khi các bạn nhắn tin thì cái kích cỡ của nó lớn hơn gấp 3 lần so với những cái biểu tượng từ cái nền tảng iOS 9 trở xuống. Ngoài ra thì cũng với cái iOS 10 thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có thêm 3 cái tùy chọn. Một là các bạn có thể gửi trực tiếp hình ảnh này, cũng như chúng ta chụp ảnh trực tiếp để gửi cho bạn bè. Hai là chúng ta có thể nhận diện một chữ viết tay, chúng ta viết chữ vào đây.
đó, có thể chọn màu này, đó, sau đó các bạn gửi. Ngoài ra thì iMessage cũng tích hợp thêm những từ ứng dụng từ những hãng thứ ba. Cái này thì rất là giống trên ứng dụng Messenger của Facebook, tức các bạn có thể sử dụng và chúng ta đính kèm gửi cho bạn bè của chúng ta rất là tiện lợi. Một cái thay đổi rất là lớn nữa đó chính là ứng dụng photo, ứng dụng mà chúng ta xem ảnh. Ở đây thì các bạn thấy là với iOS 10 thì nó sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn một cái tính năng, đó là tạo một cái đoạn video ngắn từ những cái bức ảnh của chúng ta. Ở đây thì mình đã thử tải sẵn một số những bức ảnh khi mình đi tham quan du lịch, thì chúng ta sẽ vào cái tab này thì ngay lập tức thì nó sẽ tự động nó gộp rất nhiều bức ảnh với nhau và nó tạo ra một cái đoạn video cho các bạn. Ở đây thì mình sẽ demo thử. Với cái video này thì nó sẽ tạo ra từ rất là nhiều bức ảnh khác nhau và nó chèn nhạc cũng như là chèn text vào cho các bạn. Giờ các bạn có thấy là với cái đoạn video này thì các bạn có thể chúng ta chỉnh sửa như là cái độ dài ngắn của đoạn video này. Ví dụ như mình có thể chỉnh lại ở mức trung bình tầm 1 phút rưỡi, dài thì là gần 2 phút và ngắn thì nó sẽ chỉ có tầm 30 giây thôi. Đó, các bạn cũng có thể chỉnh cái kích cỡ chữ này, các phông chữ khác nhau, cũng là chỉnh nhạc cho cái đoạn video này. Trở lại với cái giao diện chính của ứng dụng xem ảnh thì mình cũng rất là thích một cái tính năng, đó là iOS 10 thì nó đã giúp cho chúng ta nhóm những cái hình khuôn mặt của những người bạn có trong cái album. Giả sử ở đây mình đã chụp rất nhiều bức ảnh thì nó sẽ tìm kiếm trong những bức ảnh đó có hình mặt khuôn mặt ai, bạn bè của bạn, thì sẽ nhóm tất cả những bức hình vào. Đó thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có add thêm người vào, nó rất là tiện lợi. Và một cái thay đổi cuối cùng trong những ứng dụng đó là ứng dụng nghe nhạc Music. Các bạn thấy thì giao diện trên iOS 10 nó đã thay đổi hoàn toàn so với iOS 9. Chúng ta thấy một cái giao diện rất là trực quan. Ở đây thì ở cái giao diện Library thì nó sẽ hiển thị playlist này, tác giả, album, bài hát và những cái bài hát mà các bạn đã tải xuống. Và ở dưới là những cái bài hát mà chúng ta thường xuyên nghe. Đó thì với iOS 10 thì nó cũng hỗ trợ cho các bạn hiển thị lyric khi chúng ta nghe nhạc. Đó, chúng ta cũng có thể nghe radio này, tìm kiếm và rất nhiều thay đổi so với nền tảng trước. Như vậy trên đây thì mình vừa trải nghiệm tất cả những cái thay đổi về giao diện mà mình dễ nhận thấy nhất khi cập nhật lên iOS 10. Ngoài ra thì iOS 10 nó cũng thay đổi, có rất nhiều thay đổi khác và có 10 cái thay đổi lớn thì mình sẽ trải nghiệm kỹ càng hơn trong những video lần sau. Và cuối cùng thì iOS 10 nó sẽ chỉ hỗ trợ cho những cái thiết bị từ iPhone 5 trở lên. Với iPad thì nó sẽ hỗ trợ từ iPad 4 cũng như là từ Mini 2 trở lên. Như vậy những sản phẩm như là 4S hay là Mini 1, những cái sản phẩm quá cũ thì nó sẽ không được nâng cấp lên cái nền tảng này. Thì cái bản chính thức nó sẽ được công bố vào mùa thu tới. Còn cái bản beta thì ngay từ bây giờ các bạn có thể cài đặt và cập nhật chúng ta vào qua phần update trong phần cài đặt này và chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên. Còn bây giờ thì xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.